Tôi đi nhìn lại gặp gặp không trời định mà trắng lại xuống. Con của anh chắc đi cả ngày còn chơi phút đi tốt đường chim xin ra. Nghe nó về nó chơi bình tĩnh. Nhiều con mồi mình nó đi như thế, mẹ nhiều con nó lại lên. Chó này đã ui rồi. Ê cua ơi, cua ơi. U u u. Đến việc. Này. Ra đuổi đi. Ra đuổi chim đi anh hết. Nó không thấy đâu anh ạ. Nó không xuống đâu. Cứ ra đuổi đi. Chạy nhanh lên, hú 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 hú. Phô tại lên, thôi. Thôi được rồi, đi vào đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Tí nữa đánh được con chim rồi cho. Thôi, đi vào. Thôi, được rồi.